Ok, ngồi lên em. Hôm nay tranh thủ nghỉ trưa nên chơi thử game này. Nó mới ra mắt trên Steam thôi. Thì cũng đang trong giai đoạn Early Access. Game này ra mắt vào ngày hôm qua. Thì trong game nó cũng ngộ ngộ nên tôi cũng thể thử rồi. Tiếng game hơi lớn nha. Đây. Thì ban đầu là không tính chơi con này đâu. Nhưng mà nhìn thấy nó vui vui với ngộ ngộ nên cũng chơi thử. Giá game cũng không có rẻ cho lắm. Nhưng mà nó đang giảm giá 20% á. Anh em muốn nào có thể thử qua con này thì dạng nó là auto battle nhập vai thì có thể tùy chỉnh dần dần. Ban đầu là không đính chơi nhưng mà nó không có cái thẻ mà ideal gì đó, ID là E mà cái thẻ nhàn gỏi á, chữ đó phát âm sao quên tiêu rồi. Đây, đó là cái thẻ này Idol. idol. Thì ban đầu con game này không có thẻ đó nên tôi mới chơi, không có tôi mới chơi nha. Tại cái thẻ đó là thường nó ngốn rất nhiều thời gian với chơi máy thôi. Nhưng mà con game này không có, nên chứng tỏ nó là mình phải tính toán cân nhắc rất nhiều thứ đi chơi thử. Thì nói chung là cũng xây dựng đội quân vậy đó, đi thì cứ bêm bêm tới thôi, trông nó khá là vui thôi. Thì giờ vô chơi thử con game nó ra làm sao. Dưới 2 tiếng nó còn gì phân Unity. Tắt Steam. Tắt cái Steam Overlay cái. Đó mới update gì nè. Chết tin. Tôi giới hạn cái BIOS lên cái đó. Giật quá không. Rồi. Dealable, Logio, Antusell. Chế độ thì nó có hai loại. Logi. Nhớ chiến thắng là nhận tất cả. Còn dưới chết thì dựng ở đây luôn. Chết là chết luôn á. Sẽ nhận được 3 game. Rồi, đi chơi bình thường đã. Bữa sau có ghi súng đây. À. Cái này dạng như là phải xếp vậy đó. Nhưng mà nó có vài chỉ số nè, chế độ chơi nè. Chế độ này thì không thể chỉnh được trong cái lúc quá trình chơi đâu. Anh em nào mà thuộc game rồi nó chơi nhiều rồi đó. Thì có thể thử qua chế độ này. Rồi, bây giờ vô thử New Land là gì. Lần đầu bắt đầu chơi chơi. Tutorial. Grover 2. Lính của mình là đây là một cái chuỗi sự kiện thôi, mình có thể chọn là ba lá cạc. Thử khoán. Tuyển dụng này luôn. Làm sao? À, cái nãy là không phải chọn cái đó mà là loại bỏ cái đó để chọn những cái còn lại hay gì á. Đến đây được không? Cây mà cây thương dạng cây giáo này là 46 đam, tốc độ đánh là 1 chấm. Để đây dễ nhìn. Cái khiên này có cơ hội lắp 500. Lock 500 đam, không có kỹ năng đặc biệt. Lắp sao? Đó. Giờ sao lấy được của nó ra ta? Vì cái dao này mạnh rồi, 56 đam tốc độ 2.0, cộng đóng chỉ số luôn. Vì cái này là cùi nhất, bán không đồng luôn. Mình thì có thể tuyển được nữa sao. Cái ống ở trên này là cái ống năng lượng mà nó ghi ống kinh nghiệm gì đó mà không biết ở đâu, chắc nằm đâu đó ở đây thôi. Thôi đi đó. À, lít ở trên có thanh kinh nghiệm là lít vô cái tên đó nào. Cấp độ 1 trăm mấy máu, công cơ bản 15. Thì mình được hai cái nón với mà cái dao, lấy cái khiên ra luôn, chở khiên đây. Sao lấy được cái khiên ra?
Không lấy được cái khiên ra anh em ơi. Nó muốn lấy cái khiên đeo qua cho con này luôn. Bây giờ chọn cái gì khui cạc. Tiền mình đâu ta? Đây. Gì gold thì còn 15, vàng thì còn 290. Mình sẽ tuyển được 10 thằng đệ. Giờ cái kho hàng là 55. Trang tiền thưởng 50. Kinh nghiệm 1. Đích tour khi là mình đã sẵn sàng. Rồi coi thứ ơi. Bây giờ cái đoàn lính của mình sẽ đánh tự động. Nó sử dụng mà kỹ năng nếu đủ mana là cái thanh màu xanh dương lại động. Bạn có thể xem bằng cách là di chuột được tự động ở chuột phải trái phải rồi ok. Tăng tốc ở đây nè. Nó hơn mana đây, chọn á. Thằng cầm kiếm mà đi sau. À nó cầm khiên nên nó nặng quá nó mới đi chậm á. Thịt kia thịt kia. Chiến thắng rồi, không có gì để loot. Đây là báo cáo về cái trận chiến của mình. Thì những cái thông tin loot nó sẽ hiển thị đây. Bạn có thể hover vô để xem cái đó. Giết một. Đam thì nó rất đam nó cao nhất luôn nè. Tại nó cầm mỗi cái dao găm nên nó có cái nhẹ đi trước. Thằng này thì không tác dụng méo luôn. Thằng này đánh nhẹ đừng cái. Đâm nhận vào bằng chính rồi ok. Rồi thông tin này thì có thể ghé gui để xem. Nhấn nó kép đi ra. Nhấn nó kép cái ra menu luôn. Rồi ok, thời gian 18 giây. Bây giờ mình có thể chọn được một sát thủ. Đâu? Sát thủ đâu? Chọn sao ta? Thiết kế game gì ngộ đợi gì? Shop để gì? Rồi ơi. Cờ trắng đầu hàng. Khi về đủ 5 trên 5 cờ trắng á. Mỗi lần nhấn nút lên thì sẽ nhận đồ của cái trận chiến thắng. 5 ngàn. 800. Thôi 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 thôi. Kill hand. Kill. Mình thì không có kill point nào cả. Không ra đòi thì chính luôn. Sao bắt nữa lại bắt vô đây ta. Bui phone cũng không được nữa. Game này thiết kế UX UI ngu dữ thiệt á. Inventory vô không được rồi giờ làm sao quay lại được cái chỗ nãy bấm bắt thì nó lại vô đây rồi. Bó tay luôn, đi thôi. À cái nãy là chọn nhiệm vụ đánh thôi. Gương kìa. Nhanh cái đại lên. Farm có hai thằng được 100 vàng. Lút được cái mũ bán giá 13 đồng. Không không có bán gì nha. Đây là bắt tờ là trận chiến mình chọn nè. Sẽ mua thêm một thằng đệ nữa. Một cái khiên nữa không. Kỳ con tốn gì không ta. Tốn 5 vàng hay gì đó. Nó không hiện gì luôn á. 225. Cái kiếm của Cloud nè. Quất kiếm luôn. Còn 15 tiền. Rồi vô quân lính của mình. Sale không đồng luôn. À hiểu hiểu sơ sơ cơ chế nè. Bây giờ mình còn 15 vàng mình nhận nhiệm vụ nè. Rồi đi đấm nó. Rồi thanh niên cà lao.
Mình ảnh đạo lên cân hết luôn kìa. Bình tĩnh anh ơi, phải đủ đạn. Một mình chấp tất luôn. Ba thanh niên này không làm gì hết. Không đốt được gì cả. Tiếp tục ghi con. Bị búa con cùi nữa. Ghi con tiếp 5 vàng. Đây. Chúng ta lại có một anh lính cùi. Vũ phù thủy. 8 điểm trí tuệ mà mình có lính phù thủy ở đâu. Rồi đi bao nó thôi. Số 4 là gì? Mình anh chơi hết luôn đi. Đó. Sẵn hai thằng này được 120 tiền nữa nè. Búp. Tiếp tục. À, nãy lính mình lên cấp rồi quên cho nó nữa. Đau nha. Chọc đó. Vậy mình đâu có gần bôi lính gì ta. Thanh niên này là tốc độ là 23 lần mấy người kia tốc độ có 50 không à. Số 80 là sao ta? Này không tháo ra được. Nó có thêm cái lỗ gì đây nữa nè. Giờ level 2 rồi. Kinh nghiệm 3/6 rồi. Tăng 25% phép. Giờ pha ghi tất cả những đoàn tấn công cận chiến trong 3,5 giây. Bem luôn đuôi này. Go. Mình đánh chấp hết. Quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Rồi bắt đầu tụi nó đông lên là 280 tiền nè. Quốc tử phán rồi. Không được thì chuyển sinh thôi. Giờ mấy thằng đi chậm rồi sao nó mới có tác dụng. Gọi anh cloud của mình đi rồi đó hả. Đổ quét rồi nè. Quên lần. Level 2 cũng không. Được cái cục gì á. 300. Level 1 4 đến 6 tốc độ speed 14 nè. Gigon. Gigon tiếp. Quốc lộ. Ủa nó cầm đó không cầm khiên được á. Thằng nào tốc nhanh nhất cho nó cầm khiên. Thằng này tốc 14. Thằng cái cầu vai vậy đó. Bên máy này thôi cho nó nhẹ nhàng á. Anh đi nhanh quá tèm gớt lại phía sau chứ. Ngon. Cầm dao thì không cầm khiên được. Nó cầm cái này thì cầm khiên được. Cái này là nó one hand là có một chữ H nè.
pháp sư của mình trưởng được cái một, không có gì để loot hết. 4.4 quất luôn, thử phát coi, đánh vô cái bộ lạc của nó. Thôi anh em ơi, toàn này toàn này đồ ăn chảy. Mấy cái đồ này cùi quá. 500 500 đánh số lại. Shop cấp 1 làm sao để nâng cái shop lên ta? Mình có 500 tiền à. Đánh mang này đi cho nó nhàn. Bên nó là binh lực là 4 hay gì á, bên mình là 5 hay là số được lính ta? Có được cái gương rồi kìa. Nhẹ nhàng. Đây được cái mà trường dưới tập. Miễn phí nè. 100 mép. Gain 1 điểm trí tuệ khi lên cấp. Chừng 5 phép. Cộng 15% sức nặng. Nhận 30 vàng cho mỗi level. Và mình lên cấp. 5% cơ hội gây độc khi tấn công. Đương nhiên lấy này rồi. Bây giờ cái cây này đọc thì cái khiên 26, cái trường nó 40, do nó cầm cái trường đi. Cái này cho đi hết. Giờ đi bêm tụi này nói gì ta? Thì còn phát đây. 404 vũ phù thủy. Mua luôn. Một hai mình cần 3 cái muỗng nữa. 404 quốc. Hy vọng là chiến thắng. Có khả năng thắng. Thì mình thì cũng vũ trang dữ lắm chứ bộ. Thắng rồi, thắng rồi. Lùa đến như lùa dịch luôn á. Được một cái mũ nữa. 730 đánh lại rồi, đến 330 này thôi. Này đi. Bộ này thì giờ chắc nhẹ nhàng rồi. Rồi. Anh Viking nó ra đi. Quên lệnh level 4. Nhận được một cái khiên. Mũ ngon. 620. Mũ luôn. Cái cầu vai cùi bắp nhưng mà đang cần. Cái này thì nó 10 con lận, 10 con level 4, cái này đôi này level 3. 9F, 10F. Cầu vai á, cầu vai trong này. Thằng này thoát level rồi. Level 5 mình có được cái gì không ta? Không có khiêu bọng với anh vậy. Né tránh tất cả luôn, tấn công cho đoàn tấn công kế tiếp và gây 30 đến 31 đam chí mạng. Ngọc cái nón này nón xịn. Ủa không có xịn. Quốc tội 10 luôn. Chờ nói không? Thấy hiu hiu ta nhưng mà vẫn có hy vọng được. Tại team của mình đam AOE nhiều hơn. Win rồi, win rồi.
Có mấy thằng nó có cái mũ vô nó trâu vãi. Ba thằng lên cấp luôn, nhận được cây búa. Cây búa một tay giá 25 thì có thể cầm được với cái khiên. Tại mình thấy ai thiếu mũ không ta? Không, mũ đủ rồi. Cây kiếm này ngon. Đam 20, đam 58, đam 56. Điểm trí tuệ 5, điểm trí tuệ 23, 22. Trên 25. Cái dao này 36, cái búa thì cầm được cái khiên. Bốn chục không gì ngon rồi. Mấy này cua bắp quá ngày đấy. Quá nhẹ nhàng, mình có 2k tiền rồi đó. 2k rồi. Mày không đồng mày mua đi. Cái này 800 à. À cái này là dạng nâng cấp cái shop lên. Nâng cái nữa không? Tiền mình đâu ta? Kế quý tôi gì 1400. Nâng luôn, shop lên level 3 rồi. Mút tụi này. Ý, nó đánh được vô cái thời gian hậu cần của mình rồi sao? Ton rồi. Rồi ton rồi, ton rồi. Rút lui, rút lui chiến thực. Đó, lên được đồ xin sò 293, 120. Quất đồ này nó đi rồi, tí nó mua sao? Cảm giác mình yếu yếu vậy ta. Nãy đánh được tụi 5-600 rồi, giờ 2-300, 400 rồi, thúng thúng. Rồi. Cho được đồ màu xanh này nè. Đó. Bỏ, chắc bỏ cái dầu dầu gầm này quá. 40, 40. Nó đổi mũ phù thủy mà. Bỏ cái búa đi. Cái búa này 25. Cái chẩm ở đâu là 70. Dầu gầm này 36. 36. Ai pháp sư. Tiễn thêm mấy con lính tay dài nữa. Thêm thằng đó, kiếm thằng dài dài đó. Đó. Cây này bán có 51 thôi. Bêm tuổi pháp sư này thử phát coi. Mình cần thêm 5 để nữa. Lùa tới như lùa dịch luôn. Nón cùi. Nón bây giờ mình có hết rồi. Mỗi cái đó cái cầu vai. Cầu vai 90 tăng được là 4 điểm trí tuệ lấy luôn. 6 điểm trí tuệ lấy luôn. Đây. Bán 16. Này bán 13 cùi hơn. Bán 16.
này đổi tên thành Cloud. Đúng mày. Cái bên này là gì ta? Chắc là cái vũ khí một tay thì nó sẽ đeo được hai bên. Này cầm ghiều á. Trong liên minh có thằng cầm ghiều tên gì ta? Darius. Ghi. Ok, tiếp tục. Nãy giờ đến đâu ta? À đúng rồi, đi tiếng lính. Mình có 700 tiền. Mua cái gờ luôn. Random hả? Giờ tiền mình nhiều cứ ghi gon thôi. Kiếm lính rồi. Đây 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 đây, hết tiền rồi. Cái nón này 23, nón này 13, nón này ngon hơn. Nón này 18. Rồi. Tạm thời là ổn rồi đó. Bán hết đi. Rồi, vô. Bem nào bây giờ? Bem thử tem này. Máu nó đục nhanh lắm, win này. Rồi lao vẫn chưa nằm xuống. Chả lút được gì luôn. 400 lần á. Bán trên đồ rồi, giờ mình chẳng có đồ. Ôi, đánh này đi cho nó nhàn á. Mấy này nó giáp nó nặng lắm, nên nhất là thêm phép mùi trâu lùa đó. Lưỡi một lưỡi thôi, nhìn cho nó đánh vui vui. Bàn lên gấp luôn rồi. Thằng này tới 500 luôn nè. Sức mạnh theo bộ gâu à. Ừ, bên trái đánh nhanh hơn. Ủa hàng khác với nhau cái méo gì đâu. Chí tệ 6. Chí tệ 5. Này gì mà trí tuệ lại cao hả? Bệnh hư tụi này thôi, nhẹ nhàng thôi. Nó lùa lên mình được rồi. Rồi. Rồi đây. Có khi thua á. Còn mỗi hai pháp sư rồi sao à? Rồi tan đàn sẽ ngá rồi. Pháp sư nó bá hơn pháp sư mình. Thì mình thiếu đâm phép. Chỉ là game over đó. Chết hết là game over. Rồi ok hiểu rồi. Rồi bây giờ bắt đầu chơi. No. Chúng ta có cây kiếm cờ lao và cây trưởng. Kiếm cờ lao thì rất là ngon lúc đầu. Cái trưởng, ủa cái này đâu phải cái trưởng. Có lấy thì lấy cái dao găm nó ngon hơn. Mình có hàng cung à. Hàng này chỉ số giống hệt à. Rồi, bem dẫn đầu, nhanh gọn.
Ok, tuyển được hàng cu ly nữa. Này cái cầu vai, buông cái đi. Cầu vai này 70, cộng stamina với trên. Thì ba thằng tao chấp mình mày nè. Rồi ok, ai gao bệnh tiếp luôn. Nó đánh mình cũng đau chứ, 10 máu rồi. Hai trăm mày nè, hết tiền rồi đó. MVP thanh niên này làm hết trên cái cầu dài 23 nữa, đánh lại con này không ta? Ô, đồ mình yếu lắm, an toàn là bạn đi. Tay mình chưa có tay dài nữa. Phát nữa xong khiêu linh chi chiếc bộ khiêu á 380. Giờ điểm trí tuệ nào cao nè, 7 nè, 5 nè, 11 nè. Cái mũ này thì tăng sức bền với giờ chen do nãy đi chậm lên tí. Mấy cái đồ trắng này bán hết. Của con mình nó vậy cũng được, lấy cây trượng quất luôn đội này. Đồ mà đến không đồng luôn, chỗ nào vũ khí một tay không? Có màu vàng này là sao ta? Đi. À, bơm máu, tay dài bơm máu. Nhẹ nhàng luôn. Mày bắn cung hả? Tiếp bây giờ mình để nâng cái kia lên thôi. Này tên là mây. Đấy. Ở game này có dùng bàn phím đâu mà đâu cần tắt chuông cây đâu. Mẹ tên là gì ta? Núm gơ mà, 5G mà. Bộ máu đều vô mấy cưng. Bên mình không có máu nữa. Có hai mà support healer. Này bèo quá vậy. 6 điểm trí tệ. Rồi. 16. 6 điểm trí tệ cho này. 23. 23. Chả khác méo nhau luôn. Giữ đi, giữ mấy cái đồ cùi cùi lại đi. Tí tiễn lính nữa vô. Thằng này cấp bằng nhau á.
Sugaka. Ok. Này, Suga luôn. Suga, à ôi. Tiếp. Mày mày làm hơi ba thằng. 300. Chỉ số 9 của nó là stamina, độ bền. 300 thì hơi phí tiền, nhưng mà mua sớm nuôi quân được. Rồi đứng cuối đi. Rồi, đây rồi. Chờ đó đã. Thấy hiu hiu đó nha. Rồi bên hàng không nó mạnh nhưng mà mình có KV hồi máu ngon. Chết thì chết mấy em KV rồi. Rồi mây đó ra đi. Biểu dẹt mây trôi ơi. Nó cũng hồi máu kinh phết chứ. Rồi mày chết rồi, còn mỗi hai tay dài chơi gì nữa. AD với SP hả? Trời nó hồi máu kìa kìa. Một em may ra đi. Đây. Nuôi stamina thì lấy cái này ngon. Mà cái này phỏng kinh nghiệm với một điểm trí tuệ. Một đét, điểm đét là cái gì tôi quên mất tiêu rồi. Cái này cho tay dài cầm về sau là rất là ngon luôn nè. Sau này đánh mấy thằng tăng châu thì tôi nghĩ cái này ngon. Nhưng mà chắc lấy quyển sách này đi, hồi nãy lấy kia rồi. Shop 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 shop. Đó. Còn 40 đồng à. Thôi lặng lẽ ra đi thôi. Suga Aoi à. Rồi. Đánh nổi mấy này không ta? Hồi nãy 300 mấy à, phóng lên phóng xuống. Đánh này đi. Nhẹ nhàng đi. Shop mới lên à. Có được cái họng kìa, có được cái gương kìa. Đây, điểm trí tuệ hơi thấp. Đây, vui đây. Death thì sẽ tăng tốc độ tấn công, hồi phục khi đứng và né, có cơ hội né tránh. Phép di chuyển thôi, quay là trọng lượng thì sẽ giảm lại. Mình giảm cái khả năng bị đẩy lùi vì cái chỉ số quay này cũng quan trọng lắm á. Tôi tính đâu quay nó bất lợi, nó khi nó giảm làm mà giảm phép, nhưng mà cuối cùng quay lại có lợi. Quýt là lấy mana nè, stamina là chống chịu, vậy mình ưu tiên cái quýt với intelligence. Intel mà cho mấy con cầm cái vũ khí có kêu. Nâng shop rồi mà sao vẫn cùi vậy ta? Đây 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 đây, phải gì chứ? Chụp cà lao không?
May bắt đầu hơi bị lỗi thời đó nha. Nếu bỏ cái xiên lấy cái cây này. Cái xiên thì 26 à. Bỏ tiền đi. Cầu vai thì bốn thằng có hết đi. Vẫn thắng được 500, vẫn thắng được nhẹ nhàng. Ok. Quốc luôn. Go. Mình còn thiếu mấy cái mũ nữa. Ưu tiên mua mũ. Tem nó không có healer là nó chết rồi. Mình có hai em Suga ngoài sau là thoải mái luôn. Lên 2 chấm đi cho nó nhanh đấy. Phân nữa được không? Hết rồi. Đó, ưu tiên mấy cái mũ. Shop 1.200 mới lên được cái phát nữa. Sao mấy này bèo quá vậy? Nogi này stamina hai thằng stamina hết. Thằng bên phải thì 23 điểm stamina, 9 điểm trí tuệ. Này có 1 điểm trí tuệ à. 9 điểm trí tuệ mà có 1 điểm wisdom. Này chắc thần tăng rồi. Này hồi chiêu thì nhanh hơn. Này có tí điểm đét. Lấy lên bên trái. Cái mũ này. Mũ này vô tăng rồi. Cái đau này rồi bem tuần sau là có khi mình đủ rồi đó. Healer chạy theo cũng kịp luôn rồi, nó còn thằng đây mũ phù thủy đây. 11 điểm trí tuệ, 7 điểm quyết. Ok. Đánh lại mấy này không ta? Không, nhẹ nhàng đi. Suga ơi đâu? Đây Suga ơi đây. Vô. Nhẹ nhàng thôi. Núm gom mạnh như đó. Núm gom mạnh hơn mây nó. Một cái mũ. Cái mũ này khá là cùi. Nâng shop đi. Mũ cùi nhưng mà tem mình thiếu mũ. Khoan khoan khoan. Cái mũ này vậy. Còn tăng. Go. Em không có healer, có một pháp sư rồi sao thôi. Học cái gương nào. Làm sao mở được cái hòm đó ta? Ngon, đóng đồ luôn. Cái này lấy gì? Áo tròn. Đó. Một cái cầu vai, cái lầu vai này thì cho em với Death. Đây cầu vai pháp sư đây. Pháp sư Suga ơi. Không thay đổi gì hết.
tăng một tí điểm trí tuệ này để dành cho pháp sư đi. Ngày 16 bán. Ngày 13 tí tiền thêm để nữa. Kinh nghiệm mà nó không có chia đều. Đi có 5 hồi máu nè. Shop 2.000 thì mới được phát nữa. Gán 2.000 đi. Go. Được thêm một cái cầu vai nữa. Bán giá 30 thì có vẻ ngon. Cái gì đây? Cờ hiệu cho hỗ trợ. Ưu ti là cái đòn infield gì đó. Đam có 1-2 rồi, gần như không có đam luôn. Lại stamina 5 điểm trí tuệ. Tôi cần lính. Quốc luôn đi. Quốc cái cờ luôn. 600. Không biết tem gì nào mới ra pháp sư hả? Cầm cờ rồi thì Suga này đeo đi. Ưu tiên tiến quân mới được. 750 à, 750 chắc đánh được. Hai healer. Thôi xong rồi. Không, tem mình quay cao hơn nên mình có thể đẩy lùi nó. Đẩy lùi thì mình sẽ đánh được mấy con healer đó, chém được healer ba ống phát nữa. Tem mình heal vẫn mạnh, nó còn có 8 thằng thôi. Bên mình chả mất máu luôn. Cùi bắp. Cầu vai, cầu vai màu xanh tăng 8 điểm cũng được. Cái mũ, mũ này 100 cũng có giá. Mũ lần này đi. Cái cầu vai tăng tí trí tuệ, giảm điểm quyết. Nên theo em đâm hàng vàng hậu cần không ta? Ta thấy hai healer nó ngon hơn á. Phượng hoàng 120. Giảm máu, tăng trí tuệ, giảm đam, giảm phép, giảm dung lượng. Thôi không cần hàng tăng đâu. Tăng tí nữa đi sao. Cái này có 13 bán đi. Xong cái này có khi nâng shop được rồi đó. Quá nhẹ nhàng luôn. Giờ kiếm thằng nữa tiễn cho nó cầm cái cây mà Phoenix nó làm sao. Cờ hiểu nữa nè. Ok. Cái gì đây? Pikachu hả? Một ngàn. Quốc trưởng phán rồi. Không có bán cờ hiệu mà. Cái này mình mới mở có hai cái à. Cờ hiệu này chả khác gì nhau hết. Đổi người ta. Không, máu hồi vẫn tạm ổn.
Kìa kìa gần Pikachu ra kìa. Bảy tao chấp mình mày nè. Bảy anh em hồ lô đánh qua giật này. Mày hả Pikachu? Mở phá cái được cái thợ rèn. Cái cầu vai này vô pháp sư luôn. Biết không? Bắt buộc phải chọn cái này suy nghĩ nữa. Hồi 55% máu khi mà máu dưới 25%. Mỗi lần uống thì kéo dài 10 giây. Sử dụng một lần trong bách tờ. Cộng 1 điểm quýt khi sử dụng. Tại sao lại cộng điểm quýt ta? Đây cẩm này ngon nè, cái này hợp. Một ngàn hai á, mới đánh ngàn, giờ tụi này level 6. Thôi làm nhẹ phát. Bây giờ bia thì bắt buộc phải cho tăng này. Mất đét, tăng tí phép giảm quay. Bây giờ cái này thay cho ai đi. Cái này là nó cộng chỉ số đét là chính. Trên 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 stamina. Điều coi thợ gàng á. Gàng gàng sao? Chín trăm lẻ năm tiền nha. Không gàng được. Chắc nó mới giới thiệu tính năng thôi đây. Đặt một cái item lên mà cái bàn gàng. Đặt 3 bản copy của cùng một loại bán sạch hết mẹ nó rồi. Cái này dạng như dung hợp hơn là gàng. 569, 579. Bên trái máu nhiều hơn. Này có màu vàng này sao nó. Lũ đảng con ghém làm bán sạch đổ cho nên trận này rất nhẹ nhàng thôi. Phải ghi liên tục không nhỉ? Uống bia không đó. Thằng núm gom rất là mạnh nha. Suga ơi, hồi máu kinh phết. Đây núm gom đây, MVP của chúng ta đây. Đam thì body ngon hơn. Núm gom cá ớt à. Đây, tiễn thêm để. Máy này thì nhẹ nhàng thôi. Này nó một heal, một cung. Đâu rồi, thằng mấy tiễn rồi. Ở đây nè. Thì nó tăng. Dàn tăng nó cứng rồi. Cầm khiên không à. Nó tăng cứng thì nó sẽ thiếu đam, mà nó thiếu đam á thì phải đánh vào cái mục healer của hai bên này.
Nó thang này gánh nè. Sau này đâm cao gì ta? Gigon tốn 30. Này nó cầm những cái ống chích vậy. Cầm ống chích thì đặt tên là Sike. Sike. Rồi, đi. Giờ mấy này tôm tép với nhau thôi. Càng đông thì pháp sư nó sẽ càng mạnh. Búa, búa. Búa thần. Có 100 đồng quốc đi, suy nghĩ gì. 830. Nhưng mà nó không có healer. Nó cũng không có tay ba thằng tay dài rồi đánh mang này. Tăng tí đàm giảm tốc độ mất stamina trừ 5 trừ 2 trừ 4 4. Chỉ đánh nhanh hơn thôi. Còn lại thua cái cây mà cloud này hết. Thằng này tên đúng là Odin luôn nè. Thỏ. Rồi không bấm được chữ dấu ỏ rồi. Rồi xài gì đó đây. Thỏ. Thằng này núm gom tên đẹp này không đổi đâu. Có cái nón. Cái nón cho tăng stamina với quay thôi. Không thấy dụng gì mấy. Không. Win win win, không thua đâu. Dạng healer mình bắt đầu hơi thọt rồi. Cần thêm một thằng đứng trước nữa. Mình có nhiều tiền rồi đó. Sao bách lấy ra thử gạn shop 3,5 giao sau nâng luôn. Giờ có nâng cũng không có tiền mua. Đó hai pháp sư rồi. Con rồi, con này. Rồi anh may đi rồi. Ngon. Cái cờ của bắp. Đó bắt đầu ra mấy cái đồ xịn rồi đó. Quýt quýt. Giờ sau rồi nâng ha. Ngủ cũng khá là cần. Ghé lên quốc luôn đi. Bây giờ lắp đồ không bẫy tất cả luôn. Bản đam nhật lý thỏ đây, vô thỏ đây. Giờ chúng ta có hai cái mũ mới và khăn tròn mới nè. Thỏ rồi, thỏ đây. Mũ này tăng trí tuệ hả? Ủa đâu? Rồi ok. Quất. Giờ sao nâng shop nha. Coi ai mà MVP trận này đây.
Đam thì chúng ta có Sike. Sike và nấm gom, thỏ vẫn phế lòi đó. Shop. Shop bây giờ bắt đầu mình có đồ tím đó. Ôi mấy cốc cơm này chơi gì? Mình lỡ rồi. Mình xì ke hồi nãy là đặt trong này phải viết in mới được. Đây. Go. Giờ mình đánh ngàn không đánh mấy 400 thì tác dụng nữa đâu. Pháp sư nó gặp. Đâm 1.100. Đâm 900. Núm gom với Sike vẫn là Dekagi thôi. Đồ trắng không à. Nhưng mà giữ lại coi tí có ép được cái gì không. 4.500. Gigon thì không tốn tiền. Tiền méo đâu mua mà nó bắt Gigon. Cái búa này giống hệt cái búa con thỏ, cái khác gì đâu mà cộng 5 điểm trí tuệ à. Đánh Pikachu đi. Kháng xét cộng tất cả các điểm đều nhau luôn nên ai đeo cũng được. Mình chưa có bộ bao này giống nhau để đi mà ghen thử. Cái gì? Thỏ đã chút hơi thở cuối cùng. Nấm gom cũng đã đi luôn. Vãi hai anh. Đó, mình có xạ thủ nè. Cây xạ thủ này thì nó sẽ cộng vào chỉ số gì ta? Đẹp. Ngon. Búa. Búa này búa lam lắm. Cây búa này cho này, này chưa có vũ khí. Không cần tờ hiệu đâu. Cái này không có nút xếp đồ nè, để nó xếp đồ cho mấy cái món gần gần giống nhau. Nhìn cho nó dễ một tí. Đây. Số lượng nhiều quá thì healer nó bắt đầu nó sẽ thọt thọt rồi. Lúc đó thì pháp sư lên ngôi. Coi anh xạ thủ rồi. Đây, xạ thủ con chấm đam vậy đó hả? Lũ đảng đó. Hai con Pikachu nè. Thôi, nhận 8, nhận 8 chơi sao nổi. Không. Này hết hiu hiu không máu mình giật nhanh quá thịt mấy thằng hiu lớn đó. Rồi win này, win này. Này hiu mở cái mới là cái kho đồ mình có thể là thêm được cái trang bị
2% git. Mười bốn git lấy luôn, suy nghĩ làm gì. 6.000 mới nâng được cái shop nữa. Kiếm cloud bắt đầu thấy thọt thọt rồi. Cái kiếm một đó mà ngon hơn cái búa này hết ta. Không, kiếm này tôi nghĩ chắc hết thời rồi. Đợi gì hết, không chơi nắm gồm nữa. Đợi gì uống. Nắm gồm. Xạ thủ này đổi tên thôi. Phải chi nó màu đỏ thì đặt tên nó là màu đỏ, đặt tên nó là Vagus. Vậy đâu phải 4 món lận. Bốn món giống nhau mới được. Sao nó mạnh vậy? Thôi 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 thôi, nắm gom đa gió đi đi ra này. Rồi gúp 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 tí thì hẹo. Đánh bằng này đi cho nó nhẹ nhàng. Cùng thủ phế lòi luôn á. Chơi 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 chơi. Nó đẩy cái xì ke đi luôn. Rồi bắt đầu toan rồi. Hết cờ trắng đi đầu hàng rồi. Vớ vẩn. Số game mình nhận được là 7. Tăng sao? Game sở hữu là 7 nè. Thì mỗi kill là sẽ tốn 1 điểm game nè. À không, nó cấp số nhân lên. Là mình 7 điểm là được 1 2 3, 1 cộng 2 cộng 3 là tổng cộng 6 điểm á, 6 điểm mua được 3 kill point. Tăng sạch chen hay là tăng điểm trí tuệ? Nếu mà lấy cái điểm hồi máu rồi thì lấy điểm trí tuệ đi. Bây giờ phải 3 game nữa mới được. Game này có bộ cài cuốc nó bị nhiều à. Kill 3 trên 3 là sao?
Bây giờ 9 điểm may mắn, 4 điểm trí tuệ rồi. Có 3 thằng đều stamina cả. Widom thì nó hồi mana nhanh hơn rồi, nó sẽ cách kill nhanh hơn. Gậy này gây đam phải đánh nhau đã. Vẫn nhẹ nhàng lắm, 800 chừng nào thấy có khó mình tính, còn lại cứ đi farm đó. Đây, này chỉ số mặc định nó cao, được. Mình thiếu healer nha. Đánh lại 5 thằng rồi. Dẫn lại, dẫn lại. Đa mà tăng đúng ngon luôn. Pháp sư thì đâm cao. Hai pháp sư. Pháp sư này là Demer hả? Một cái nón, một cái khiên. Cái nón. Go. Pháp sư trưởng phát tắm mấy đâm. Chơi chiêu phượng vàng á đúng ngon. Đây, pháp sư AD ghi rồi. Tuyển thêm để nó đi. Lũ đạn đúng cùi luôn, kệ có hơn không. Đây hồi máu 400 quốc luôn.
Rồi này ra được cái quái gì? Chạy cùi đó không có gì. Pháp sư mạnh vãi. Nhưng mà mấy này bắt đầu đâm nó lên theo nè. Đánh lại 666 không ta. Nó 10 thằng lận. Pháp sư trưởng đi giá. Bây giờ thì vàng ngoài sau gánh nè. Hồi nãy thì vàng trước gánh. Đây lấy này cho pháp sư thôi. Đam mê, đam mê. Con liên này thay vì cầm đó, cầm này đó đi. Trưởng pháp sư. Không có đồ gì ta. Đã ghi đâm hơn Demian đó ta. Mất hết. Lấy luôn đèn cần. Trận này căng à. Nó ba healer lận. Nhưng mà vàng pháp sư mình trưởng được. Lính nó đông nhưng mà mình pháp sư mình trưởng thì nó mạnh. Cua bắp. Ít tiền hơn nhưng mà tăng được một điểm kinh nghiệm. Mấy thằng này pháp sư trưởng cái bay màu hết. Nãy giờ không lụm được đồ gì luôn á. Mũ phù thủy à. Mũ thì mình cần ta. Cần 500 à. Shop 1200 à. Đăng được rồi. Mười sáu, chín, hai mươi ba, hai mươi bảy. Mình bảy thằng rồi. Này thì xạ thủ. Không đụng được đồ gì hết. 350 đánh được thằng này. Cừu bắp quá. Tục máu kìa vậy. Thêm một healer nữa thì ngon.
nó ba healer rồi. Nó ba healer thì nó sẽ thiếu đam. Đây 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 đây. 2 phép 6 khăn bằng. Ghê vậy. Giá rẻ anh mua thôi. Cái này nó là nó không ta hay là phải ngang tầm mới ăn được? Không được, vậy là bậc 2 phải nâng với bậc 2 rồi. Cái gì? Sẽ ta bị lâm đi rồi. Này nhận mới nhiêu đây à, bay màu rồi. Bốn điểm trí tuệ, 2% cơ hội viết, nhưng mà tới 100 đồng lắm. Sáu trăm đánh đường này thôi. Tuyển thêm đệ nữa. Đây 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 đây. 600 tiền mới đủ. Đập Pikachu này quá. Này thì nó 5. Này tăng mà. Tăng đi để cho pháp sư mình xỉa. Rồi, sao mau quá vậy? Pháp sư dư trưởng nè. Cố lên. Còn 4 lần, 3 anh giật kiểu vậy mà. Rồi, 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 cùi. Đọc này ngon hơn. Trăm rưỡi hả? Trăm rưỡi hơi phí. Tốc đánh này là cao nhất 2.29 nên nó đeo cái này rất hợp. Tại vì nó tăng cái tỷ lệ gây độc. Nãy đánh ngàn đánh được mà giờ đánh 500 rồi. Sao chình. Đây thêm để nữa. Này ép cao hơn. Thằng để mới này. Này đúng cùi luôn.
Cái này đâm phép nó phân ra rất nhiều loại, nhưng mà đâm vật lý thì nó đỡ hơn. Tám lần rồi. Gắn kiếm đủ 10 thằng đây, lấy lụi bù chất. Hai em đi luôn rồi, ba em đi luôn rồi. Cái nón này đi cộng Satin, cái này cộng mana Regen. Hồi máu nè, còn cái 6 máu à, không thấy dụng mấy. Mua đi, nó 200. 3,5. 29, 2 cây rau nữa. Cái củ bắp này đi hết rồi. Này tăng điểm trí tuệ hả ta? Giờ mình cần cái vũ khí chiến hơn. Tám đâu tám. Mấy người hãy xét hả? Chờ ba đi ông đi rồi. Có healer nè. Một điểm fit. Này mới level 2 à. Đang cầm kiếm trắng nữa. Thì lại mua được á. Nhưng sau thì 3,4 là không đủ tiền rồi. Bán đồ chắc đủ. Đồ ta, đây. Ngủ cấp 2 tăng 2 cho fit, tăng fit không cần. Healer đi, đâm đâu. Ok. Cái này có 400 mà. Nhưng mà hết tiền con này. Mưa hơi bị lớn. Trời nó lùa con người ta kìa. Rồi không lại đâu.
Từ nãy giờ mình quên mua đồ giống nhau để mình luyện nữa đó. 300 luôn. Mất khá là nhiều quay. Mất quay thì không ngon cho lắm. Mấy cái đồ trắng giờ bán hết. Riêng mấy cái vũ khí phải giữ lại. Trời, 3.000, 3.000. Nhưng mà nó có ba con hả? Quốc 8 thằng mà thua 3 thằng á. Thua thiệt kìa. Hai bên mình hai thằng bay màu rồi. Rồi nó còn nguyên 3 thằng luôn. Healer nó kinh quá. Rút 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 rút. Ba ngàn đánh sao lại không biết nữa. Ảo tưởng. Giờ tích 6.000 nâng shop thôi. Chắc đánh đầu. Nổi không ta? Nổi nổi nổi. Dạng pháp sư mình ngon hơn nó. Chơi 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 chơi. Nó chọn phát mạng. Nó chọn 3 phát chết 3 mạng. Lính mới rồi, đến mới thôi. Rồi lính mới đứng sau cầm healer đi. Mình còn thiếu mỗi cây trượng loại ăn cây nữa. Hàng healer nó, những dạng healer nó hồi máu rồi. Nhưng mà hồi máu gì thì đâm đâu ra mà nó đánh. Ba healer hồi máu cho nhau. Đây 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 đây. Ngủ làm luôn ngon.
Giờ mình đánh được khoảng 1.000. Pháp sư đâu? Tụi nó gần hết máu danh vậy rồi, pháp sư trưởng ra đi. Trời ơi, ba em hơi ba em luôn. Đó, giao sao rồi, bắt đầu lên đồ ngon rồi đó. Tụi nó bắt đầu kinh quá rồi. Đánh 1.200 mà nó đầu chật vật rồi. Pháp sư nó chơi giật xét kinh quá. Bên mình 6 thằng, bên nó còn 5 thằng. 5 đấu 5. Win win win. Chết phần nữa đội hình. Cloud này vẫn là Cloud vẫn sừng bá nhất. Gì đây? Trưởng xét 120 quốc luôn. Cái gì nữa đây? Chuyên chỉ số giống hệt à. Hồi máu tới dụng méo gì cho cái dạng hậu cần hay sao, cái test này cũng mới tới dụng luôn. Búa này cũng cùi rồi. Khiên nè. Stamina, Sachin. Giảm đam, đéo có đam luôn. Tóc cũng thấp nữa. Vì phải đưa cho thằng tóc cao nhất cầm mới đúng. Thiên này cùi cùi làm sao ta? Này đi. Để coi thử trận này làm sao rồi bui lại. Giật máu kinh quá. Dạng pháp sư xả đi, có tăng ngon mà. Chết hơi hai thằng luôn. Cloud vẫn mạnh nhất. Healer này có mình nó hồi máu thôi. Bọn cụ này cùi dữ vậy. Toàn lách hết không à. Đam thì đéo có nhiều cho nó. Đam thua xì ke trên này nữa. Đủ. Cung có 100 à. Buông đi. Đánh bên này lợi hơn 2F. Quá trời đồ rồi.
Chúng tôi méo cần pháp sư nữa. Sao cái vàng này nhìn kỳ cục quá vậy? Ống chích thiếu cây nữa nè. Cung thì để lắp cái này. Thiếu cái ống chích nữa cho thằng này. Đi. Hy vọng trận này là không quá to. Một đống healer luôn rồi đó, thằng thua nữa à. Chết rồi. Mình nói 13 thằng lận. 12 thằng, bên mình còn 7 thằng à. Rút không? Nhưng mà tụi nó hết máu vậy này. Tôi tin là sẽ chiến thắng. Win 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 win. May ra đi. Còn lại là Sike à. Dugi. Hồi máu thì đô nút vũ khí mới rồi, bây giờ đổi vũ khí nó to lắm. Thôi đánh ngàn, bây giờ đánh không lại nữa, lên 300 rồi. 10k tiền. Rồi hai phe hồi máu chơi nhau á, đánh tới nào mới xong. Trời, giờ nó cho cái ghiều trắng. Bán đi. Mũ mới 100 kg. Giờ mình yếu rồi, đánh mấy thằng nhỏ nhỏ thôi. Trời, đánh mấy thằng ngàn không lợi nữa cơ. Thôi chạy. Đánh ngàn lại đánh 800. Ba ngàn tiền, biết nào mới đủ 10.000 trời. Đánh mấy hành cục xúc châu bò này thì phải có vàng pháp sư rồi sao mới đánh nổi. Đi mũ phù thủy không được, ngàn thôi. Bây giờ mình yếu rồi, đổi tên đấy hơn. Ủa sao? Mình trắng này bàn đi. Ủa quên không giữ cái mũ này ta. Để sau này có gì ép đồ. Giờ mình cần ép cái này nè. Đánh ngàn thôi.
ba pháp sư ngoài sau nó xả rồi. Hay quá, pháp sư bên mình xả nó chết dạng pháp sư ngoài sau của nó. Mày về đẩy hơi ba mạng luôn. Ngon. Tiền méo đâu mua. Ngàn ba, ngàn bốn. Đánh thử ngàn tư coi. Không có nón cho nó trời. Nhìn này ngon quá. Vì nghèo đến đất không có cái mũ nhỏ nhỏ. Dạng pháp sư mình phải tỉa vô mấy thằng hồi máu của nó mới được đó. Ngon anh em ơi, nó không có đồng. Đẹp nó tay dài không à. Đừng nó hình dạng nó không có đồng. Chụp tấm hình ra. Nãy giờ mở mấy cái thành tụ gì mà ẩn mất cái limbo vào đây rồi. Em mà mage lên cái đâm tiếp. 1.500 thôi. Có cái mũ nè. Cái cáp này tăng đép cũng được. Mất điểm trí tuệ không sao. Ngon. Mất 2 điểm trí tuệ nhưng mà tăng được đống kia. Này đi. Trắng thôi chắc. Trắng thôi bay luôn đi. Rồi to rồi to rồi. Có khả năng, có khả năng. Rồi may đi giờ thấy xong rồi. Bữa nó là 8 thằng lận. Dạng pháp sư mình gán là sẽ kêu ơi. Mình vẫn còn thằng tăng cơ đó, cũng khá lỗ. Rồi win win win. Dạng pháp sư sao sẽ kêu được. Vẫn còn thằng tăng cơ nữa. Cầm cái khiên mà mặt trời lâu lên. Cái khiên này trong game tôi có nữa nha. Tôi mới đi sai cái câu đố liên quan đến cái khiên á. Chết ta. Pháp sư gánh tem nè. Dễ dàng. Tăng tốc cho tất cả đồng minh. 2.000 á, 2.000 đánh nổi vậy. Thôi gì gọi anh phát thử anh. 2.000 với 22 khác méo đâu, đánh thử luôn. Giờ sao nâng shop. Rồi. Cái gì mấy vậy? Pháp sư chưa gì bay màu rồi là sao? Rồi, tại mình chết hai rồi. Tại nó chưa chết ai nha. Chết ba luôn rồi. Pháp sư nó cũng quá. Rồi chết bốn luôn rồi. Còn tăng không? Còn tăng còn hy vọng. Chết năm luôn rồi, vàng pháp sư chết hết rồi. Rút thôi. Không đánh nổi.
cái búa cái điều mình mới có một cái à. Cái này màu lam mà vậy chắc không cần đâu, có cái lam mày đâu ai giữ cái xanh chi nữa. Thằng này chỉ số sức mạnh nó là 1.300, thôi đánh không nổi đánh này đi, nhịn đi, tha mày đó. Đánh này đánh không lại nữa hả? À? 350 rồi. Đánh 800 nhục chứ gì? Nhục nhã, thật là nhục nhã. Được cái khiên đó nè, 900, ô nhục. Khiên lắm hả? Ủa? Không có vũ khí nào một tay không? Không có vũ khí nào một tay hết ta. Vũ khí một tay vô này cầm. Rồi sao ghi bạn luôn. Đánh không tới ngàn mà còn thua nữa thì ô nhục dữ lắm. Mày đã tiễn đưa ba mạng luôn. Cái gì nữa đây? Gít đàm với kháng lửa. Đếp cơ hội gít 50%. Tăng được 9 tệ mất stamina. Hai cái này giống nhau không? Get tiêu combo không giống. Đánh không lại chạy nha. Có vẻ mượt mà. Bên nó không có đau. Dễ nhàng luôn. Lùa đó, lùa đó. Cung cung shop cung rồi, cung rồi. Cái cung tăng đét, chỉ số đét này 51 41. Cái cung thì bắn chậm hơn cái dao này. Đếp 3, đếp 13, đếp 8, đếp 9.
Ủa ba cây này xanh nó danh là hả ta? Coi ra vậy mình kiếm một cây nữa là lên được màu lam rồi. Sao ta? Thử rồi, thử bàn coi đam nó làm sao. Thấy cái mưa tên không bằng đam độc. Thôi mình nói 12 lần mình 18. Cung có đam á nhưng mà yếu quá, mỏng quá. Không có tiền mua hồi sinh luôn, trời ơi. Để tuần sau quyết định. Thử lắp vô này cái. Cùng bắn cây gì ông nội, bắn đồng đội hả? Độc thì đi dưới cái vô găm nó vẫn hợp hơn, tại tốc đánh nó nhanh lắm. Rồi cung rồi. Rồi cung có một tí đam à. Đi trưởng mới thôi, đánh nhẹ thôi. Mũ trắng rồi trời. Bốn ba 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 năm tám ba bảy bốn bốn. Kiếm tiền pháp sư xét hơi cùi, pháp sư băng rồi ta, pháp sư băng chả có đam luôn.
Rồi, hôm nay nghỉ đây thôi anh em. Mưa to quá rồi. Ok, bye bye.